Hành động đáng yêu của VBTS vừa quan khiến cộng đồng mạng dậy sóng, nhiều người không nghĩ rằng nam ca sĩ lại tinh tế đến vậy. Cụ thể, ngày 20 tháng 2 vừa qua, thành viên V của BTS đã giúp một nam phóng viên có mặt tại sân bay thoát khỏi tai nạn té ngã. Được biết, 7 chàng trai của nhóm nhạc nổi tiếng BTS xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon để sang New York, Mỹ chuẩn bị cho sự kiện comeback sắp tới. Ngày 20 tháng 2, BTS có mặt tại sân bay để sang New York, chuẩn bị cho màn trở lại sắp tới về thu hút ánh nhìn của mọi người bởi phong cách thời trang lãng tử cùng mái tóc dài xoăn nhẹ che khuất tầm mắt. Bên cạnh những tiếng động ồn ào cùng âm thanh nhấp nháy của máy ảnh, máy quay phim và hàng trăm người bao quanh anh chàng, thế nhưng V vẫn tinh tế nhận ra một chi tiết. Mà nhờ điều này nên một phóng viên có thể thoát khỏi sự cố nguy hiểm. Đang di chuyển thì V phát hiện nguy hiểm, nên đã đẩy nhẹ năm phóng viên tránh khỏi cột kim loại khi bước vào cửa. Kiểm soát với những cột kim loại ngăn cách khu vực, một vị phóng viên trong lúc mải mê quay phim đã không phát hiện ra hướng đi của anh ta có thể đụng trúng vật cản. Thế là V đã ra tay đẩy nhẹ anh chàng phóng viên sang một bên, lúc này người đó mới chợt nhận ra sự việc. Bàn tay vàng của V đã từng không ít lần khiến nhiều người khen ngợi. Sau khi giúp nam phóng viên kia thoát nạn, V ngay lập tức khôi phục dáng vẻ chuyên nghiệp, không ngừng gật đầu chào những người xung quanh như bình thường. V bất ngờ dừng lại khiến ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thì ra là V phát hiện một đứa bé nhỏ bị đám đông xô đẩy đây. Không phải lần đầu tiên hành động quan tâm của V được người hâm mộ nhận ra và khen ngợi bởi sự chu đáo tinh tế. Vào tháng 10 năm 2019, trong một lần xuất ngoại tại sân bay Hàn Quốc, V cũng từng giúp đỡ một đứa trẻ khỏi sự xô đẩy vì tập trung quá đông người. Nam ca sĩ dùng tay để che chắn, bảo vệ cô bé khỏi những vật cản. Được biết, khi đang di chuyển trong sân bay, V bất ngờ dừng lại khiến mọi người bao gồm cả vệ sĩ và quản lý cũng bàng hoàng không biết chuyện gì diễn ra. Và ngay sau đó, người ta mới thấy được một đứa trẻ lạc mẹ bị chen chúc trong đám đông người hâm mộ của anh chàng. Thế là V dừng lại để bảo vệ cô gái nhỏ khỏi sự xô đẩy cho, đến khi người mẹ chạy đến ôm lấy đứa trẻ lên, thì V một lần nữa giơ tay bảo vệ cô bé khỏi những vật cản. Dù sự việc diễn ra trong chớp nhoáng và trong có vẻ V cũng đã quá quen với những lần giúp đỡ như thế, nhưng hành động của nam ca sĩ vẫn khiến nhiều người khen ngợi. Video liên quy ONV nhiều lần tay bắt mặt mừng với cánh phóng viên tại sân bay, với những lần ra tay nghĩa hiệp với mọi người xung quanh, V luôn được cánh phóng viên yêu mến. Đặc biệt, trong một lần xuất hiện trước truyền thông, phóng viên Hoang Ji-eong đã dành sự khen ngợi cho tính cách khiêm nhường của anh chàng. Hay nữ phóng viên của trang ITN Star cũng luôn nói về V như một thần tượng có nhân cách tốt nhất mà vô từng biết. Khi có dịp, V liền đập tay với mọi người. Được biết, V luôn bày tỏ sự tôn trọng và thân thiện với cánh phóng viên. Nhiều lần anh chàng đã đập tay, cũng như bắt tay vui vẻ với những nhà báo tác nghiệp tại sân bay, sự kiện của BTS. Cứ đáng yêu thế này chả trách mọi người ai, cũng dành sự ưu ái cho V. BTS sẽ trở lại vào ngày 21 tháng 2 với album Map of Jeju, vậy đánh dấu sự hợp tác với nữ ca sĩ Z. Ngày 21 tháng 2, album Map of Jeju 7 của BTS sẽ chính thức được phát hành. Vào ngày 24 tháng 2, BTS sẽ có mặt trong chương trình The Tonight Show starring Jimmy Fallon để biểu diễn ca khúc mới cũng như giao lưu cùng người hâm mộ của họ. Trúc, theo thế giới trẻ Let's Explore X, Y.